Tạm dừng lặn biển ở Vịnh Nha Trang sau phản ánh san hô chết hàng loạt. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngoài đưa ra nguyên nhân khiến rặng san hô dưới đáy biển Hòn Mun bị chết hàng loạt, phủ trắng hàng trăm mét vuông, chính quyền Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển ở khu vực này. Ngày 22 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin kết luận về việc suy giảm rặng san hô tại khu bảo tồn Hòn Mun, Vịnh Nha Trang. Động thái này diễn ra sau khi có nhiều thông tin, hình ảnh phản ánh về hệ sinh thái dưới đáy biển Hòn Mun đang bị tan hoang, rặng san hô chết trắng, phủ kín cả một vùng. Trong nội dung kết luận, qua đánh giá cho thấy, việc rặng san hô tại đây bị suy giảm là quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm. Nguyên nhân khách quan là bị tác động biến đổi khí hậu, ảnh hưởng do bão Damre năm 2018 và bão số 9 vào năm 2021. Còn về chủ quan, theo Thường trực Tỉnh ủy, do công tác quản lý, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế và thiếu sót. Cùng với đó, nhiều hoạt động của con người tác động lên hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang và rặng san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun vẫn chưa được xử lý kịp thời, như hoạt động khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng các công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ các hoạt động du lịch. Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia, là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam. Việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi hệ sinh thái biển đa dạng tại Vịnh Nha Trang, trong đó có rặng san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết vừa lâu dài của tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng. Để phục hồi rặng san hô, tỉnh ủy đề nghị thành phố Nha Trang phải tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rặng san hô trong khu vực thuộc Vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại Hòn Mun. Cùng với đó, chính quyền phải khoanh vùng bảo vệ các khu vực nhạy cảm đang có dấu hiệu phục hồi các hệ sinh thái. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Vịnh Nha Trang trong hoạt động giám sát, quản lý Vịnh Nha Trang, tăng cường hoạt động của đội kiểm tra liên ngành tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bảo tồn Hòn Mun để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại môi trường tại khu vực này. Thành phố Nha Trang khẩn trương rà soát, hỗ trợ về kinh phí, phương tiện hoạt động và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Ban Quản lý Vịnh Nha Trang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, thành phố phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các sở ngành liên quan, rà soát, đánh giá kết quả việc phối hợp quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang. Từ đó, các đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương sửa đổi, khắc phục các vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo trong công tác quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang. Cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học thực hiện nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rặng san hô khu vực Hòn Mun và Vịnh Nha Trang. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể, đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ, phục hồi Vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7 năm 2022.